Rồi, hello anh em, đã quay trở lại với kênh của mình Bài Cơ. Thì hôm nay mình đem đến cho anh em một con Kawasaki Z1000. Con này là màu đen này á, là tem này là mẫu 2019 nhưng mà đăng ký lần đầu đó là 2021. Anh em đợi mình chút xíu để mình lấy giấy tờ là mình đọc cho nó chuẩn. Lấy giấy tờ đọc cho chuẩn thôi. Con này đăng ký vào tháng 3 2021. Xe gò dấp thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, thì một cái điểm đặc biệt đó là con này chỉ mới chạy có 2.700 cây thôi. Anh em nhớ là 2.700 cây. Thì con mình tâm sự với anh em thế này. Đàn ông tụi mình á là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Chỉ có đồ chơi của anh em tụi mình lớn. Từ lúc nhỏ chút xíu á. Mình đang nói với đàn ông thôi nha, chứ mình không nói tới những người ấy nha. Thì lúc nhỏ chút xíu thì mình phải thích gần đây. Lúc nhỏ chút xíu thì mình thích những chiếc xe mô hình, xe đồ chơi, xe tải, xe múc, xe xúc đó, siêu nhân rồi nọ. Khi chúng ta lớn lên thì chúng ta thích là những xe bự hơn đó, ví dụ như con này, con mô tô đây đó. Thì đây là mình chia sẻ. Vì sao mình chia sẻ? Tại vì con xe này chủ xe là một người lúc trẻ chưa có đủ tiền để sở hữu đam mê. Nhưng khi mình mua được rồi thì mình lại không chạy được. Khi mình mua được thì mình lại không chạy được. Chạy không có nổi. Thứ nhất là do tuổi tác, thứ hai là sức khỏe, thứ ba là vác nó quá nặng đi anh em. Đó. Thì người ta mới đổi. Xe này là mình mua của một người anh chuyên bán hai thì. Người ta mới qua, người anh đó đổi chiếc hai thì Sport. Rồi người anh nó mới lấy lại xe này. Thì mới alo mình, bên ơi có xe này lấy không? Thì mình chạy qua lấy liền. Đâu nhớ 11 giờ là chạy qua lấy liền. 11 giờ là chạy qua chốt 1 giờ đêm á. Tại xe đẹp quá mà. Con xe mã đẹp tuyệt vời luôn. 2.700 cây. Thì còn gì nữa mà nói anh em. Và con xe này hả, xe mới giá hiện tại nó khoảng đâu đó là 450. Là xe zin không có đồ chơi. Thì anh em mua con xe này anh em tiết kiệm gần 200 triệu, đúng không? Mình bán cho anh em giá mọc là 270, là gồm có đồ chơi cơ bản. Rồi, xe này gồm có những gì? Những gì? Đồ zin thì còn đầy đủ nha, kể cả là hai cái chìa khóa zin. Theo xe thì nó còn như mới. Đây, nó mới quá, nó hơi rít chút xíu. Đó, hai chìa khóa còn như mới. Đấy. Rồi, thì xe này có những gì? Mình sẽ quay cho anh em luôn. Thứ nhất là cái mão nè. Cái mão này là anh em chơi Z1000 chuyên gia lên. Đó, mão này khoảng 1 triệu mấy nè ha. Lại lên xi nhan này cho nhìn cứng cáp ha. Đồ zin còn đầy đủ cho anh em. Rồi, lên bảo vệ các nước nè ha anh em ha. Ở đây mình có một cái bảo vệ các nước. Đó. Rồi, đương nhiên là chống đổ là phải có ha, chống đổ mới toanh luôn. Anh thấy chống đổ không? Rồi. Ta lên cái bảo vệ bàn đạp ra thì cái này những chủ xe mà có tuổi người ta rất là kỹ. Người ta bảo vệ cái bàn đạp nè đó. Còn Sebo này là lên gần 10 triệu, hơn 10 triệu nha anh em. Khoảng 11, 12 triệu á. Cái miếng carbon này không mà đã 700 mấy rồi nè. Cái lon này là 10 triệu đúng nè. Anh em có thể lên mạng gõ Arau S-House gì nè. Đó, S-House nè. Anh em lên mạng gõ là 10 triệu. Rồi, chưa tính cổ nha. Cái cổ này ra nữa. Rồi, tiếp tục nè. Mình quay đây, thiếu anh em nghe tiếng bô sao. Xi nhan tích hợp, cái bộ này là đâu đó khoảng 1.8 triệu. Đó, mấy đồ chơi cơ bản là để anh em hết nha anh em nha. Đó, xi nhan tích hợp. Anh em đỡ tốn tiền phải lên. Đó. Đỡ tốn tiền phải lên. Rồi, biển số đút gầm luôn. Biển số đút gầm luôn. Biển số đút gầm này khoảng 5-600 ngàn thôi. Rồi. Ở đây chủ xe người ta có lên cặp ốc bên năng nè. Đó. Rồi, cái bao cần số nè. Người chủ xe lớn tuổi người ta lên kỹ anh em. Bao cần số nè. Này là bao chân chống nè. CNC nè. Đó. Lên cơ bản vậy thôi. À, coi anh em coi cái chỗ chỉnh ga anti nè, nó mới tinh nè. Nó mới là mới luôn. Anh em thấy cái độ mới của xe không? Cái độ cộp của xe không anh em? Nó mình rất là thích những cái xe cộp này. Mình là một người mua bán xe. Nhưng mà mình lại thích những xe đẹp. Tại vì mua về quay nó đã lắm anh em. Mua về cảm giác nó đã lắm, nhìn nó ghiền lắm. Quay lên cho anh em coi nó sướng lắm anh em. Nó sướng, cảm giác nó sướng, cực kỳ sướng. Với lại mấy con mô tô này, nói anh em nghe,
cái xe nó bền lắm, bền gấp mấy lần xe thường á, anh em chạy không phá là rất là bền. 2000 mấy cây chắc anh em chạy chục năm nữa anh em chưa biết hư là cái gì đó, chưa biết hư là cái gì luôn. Và ở đây có bảo vệ hết bình xăng vết ngàn nè, bảo vệ chống trượt bình xăng vết ngàn đó, anh cơ bản nhìn sơ sơ thôi cũng 7-8 triệu tiền lặt vặt rồi, chưa tính cái bô nha anh em. Đó, cái bô mình mua là mình trả tiền thêm á đó, cái bô mấy triệu thôi, nói chung là người ta bán lại cho mình cũng mấy triệu thôi. Nhưng mà anh em thích chơi một bô thì anh em chơi một bô, còn anh em thích hai bô thì anh em về zin, về cái lại bộ cổ zin. Rồi cho anh em nghe, à quên đó, cái gù nè, lên gù synthi nè cho đẹp nè, cho nó màu đen trùng với lại xe á. Rồi cho anh em nghe tiếng bô ha, anh em cũng hấp tấp rồi. Một bô thì bỏ qua một bô thì lực hơn nha anh em, rất là lực. Tái lòng người không? Sợ nạt nãy là cái lỗ tai điếc luôn rồi nè. Đó, thì 2007 cây nè anh em. Thì bắt đầu từ cái đời 2017 trở đi là đã có báo số rồi. Cái này là báo số nè, chỗ này là báo số nè ha. Cái này là odo, báo xăng. Đó, báo số. Đó, cho nên cái đời 2017 trở đi là sẽ có báo số. Còn cái này, con này đời cao hơn nữa thì nó sẽ ấy nè, anh em coi độ đẹp nó nè. Nước sơn nè, rất là đẹp ha. Đó. Nếu mà con này tại đăng ký 2021 thôi, cho nên nó mới, chứ mà đăng ký 2019 thì nước sơn nó cũng phải xuống anh em. 2019 là 5 năm mà nó phải xuống. Tại này đăng ký trễ. Đó có nghĩa là tới 2021 là mới mua. Nó rất là đẹp. Mọi thứ nó như mới nha anh em. Cái gì nó cũng mới, cái gì nó cũng mới hết, kể cả cái vỏ xe luôn. Nó cũng còn mới tinh luôn. Nói chung là rất là đẹp, xe rất là đẹp và mình phải mua liền trong đêm là anh em hiểu rồi. Đó, tem zin. Tem zin Kawasaki rất là đẹp. Cái màu này là giống kiểu là báo đen luôn anh em. Anh em nhìn nè, quay đây là Kawasaki cũng màu đen à. Đó, báo đen luôn. Nhìn rất là ngầu nha. Cái mẫu này là anh em chạy là chắc là không cần lên tem hay gì đâu. Tại cái màu đen này rất là ngầu. Với lại hồi xưa giờ mình bán có con nào màu đen không ta? Hầu như là chưa ha. Chưa bán, hình như là chưa bán em dép 1000 màu đen mà mẫu này chưa đâu giờ. Có màu xanh có nè, màu xám có nè, màu cam cũng có luôn nè, nhưng mà không có màu này, chưa có màu này và chưa bán con Z1000 nào lướt như con này luôn. Con này là con đầu tiên trên kênh này, con đầu tiên trên kênh Minh Baker đó. Thì vậy thôi, có gì đâu mà nói anh em, còn đâu nữa nó nói nữa. Bây giờ chỉ anh em nào thích thì dứt thôi, anh em nào thích thì dứt thôi, thích xe cộp xe lướt thì dứt thôi. Và những cái mẫu này đi thì nó nhẹ nhàng nha anh em. Những mẫu nách kịch thì đi phố rất là sướng. Nó sẽ không sướng đối với những người lớn tuổi thôi. Còn mà trẻ trẻ mà đi phố là sướng lắm. Đi êm nhẹ nhàng đã lắm anh em. Nói chung đi rất là sướng. Mà mấy xe này xe lướt này đi là bao phê luôn. Bao mạnh bao phê. Hết gì để nói à. Bây giờ chỉ anh em nào đam mê thì mua thôi. Thì con này tiêu hao nhiên liệu nó khoảng mười mấy cây lít. Nhớt này khoảng 3 lít mấy thôi. Đó vậy thôi, đơn giản anh em. 4 mấy ngàn à, nó vậy đó. Con này anh em mua về trưng bày hoặc anh em mua đi về dạo phố, đi lâu lâu cà phê là bao ngầu luôn ha. Cái mẫu Z1000 này là không lỗi thời. Mẫu Z1000 này không bao giờ lỗi thời ha. Anh em chơi biết rồi, cho nên nó mới gọi được gọi là Z1000 thần thánh. Đó. Rồi, em quay vòng nữa cho anh em ngắm lần cuối rồi mình kết thúc clip. Đó, chứ bây giờ nó đẹp vậy rồi cũng chả biết nói cái gì, cũng chả biết soi cái gì anh em ơi. Test bô cũng test rồi, cho anh em coi những cái đẹp của nó anh em cũng coi hết rồi. Review à, cũng quá nhiều clip rồi, review về Z1000 rồi. Đồ chơi cũng quay từng cái cho anh em coi rồi. Bây giờ chỉ còn một cái thôi, anh em nào thích thì liên hệ với Minh Baker để chốt xe thôi. Số điện thoại mình là 0916640653 hoặc là anh em tới địa chỉ trực tiếp 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 để xem trực tiếp xe nha anh em. Rồi anh em, chúc anh em một ngày thiệt là nhiều sức khỏe nha anh em nha. Anh em nào mến Minh thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Baker để theo dõi những clip mới nhất Minh đăng.